Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung Mỹ Linh, bà xã của nhà báo Phan Đăng. Mensi Phan Đăng sinh ngày 16 tháng 2 năm 1984, là một nam nhà báo, MC người Việt Nam. Anh được biết đến tới lần đầu tiên trên truyền hình khi dẫn dắt chương trình Ai Là Triệu Phú, một chương trình trò chơi truyền hình phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng là tác giả của nhiều đầu sách, tiêu biểu nhất là Ơ Kìa, Làng Bóng Trong Mắt Tôi và Ở Trong Đầu Trí Thức. Có nhiều người tò mò về đời tư của Phan Đăng kể từ sau khi anh nổi tiếng hơn. Được biết, anh đã kết hôn với vợ là Mỹ Linh và có một cậu con trai lớn tên là Seco, và mới đây vừa chào đón thành viên thứ hai. Phan Đăng không đăng tải nhiều hình ảnh của vợ trên Facebook, chỉ thỉnh thoảng khi nào anh thật sự cao hứng mới cho bà xã lên sóng. Tuy nhiên, cứ lần nào anh khoe là y rằng dân tình lại được dịp đổ dạp bởi cử chỉ tình cảm và lời hay ý đẹp mà anh viết. Vợ của nhà báo Phan Đăng có vẻ ngoài rất trẻ trung và xinh đẹp. Cô để mái tóc ngắn và khi sánh bước bên chồng thì nhiều người nói rằng họ rất có tướng phu thê. Về cậu bé con trai lớn, Phan Đăng khoe nhiều trên Facebook hơn cả. Cậu chàng có đôi mắt hí và rất lanh lợi, thông minh, đặc biệt là nụ cười của Seco thì giống bố hoàn toàn. Hai bố con thêm vào đó lại cực kỳ thân thiết và tình cảm với nhau. Xuất phát điểm là một nhà báo, giờ đây lại lấn sân sang truyền hình, Phan Đăng thực sự khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cuộc sống riêng tư của anh cho đến thời điểm này cũng tạm gọi là viên mãn với vợ đẹp và con xinh. Hơn thế nữa, nhiều người nhận xét rằng Phan Đăng là một người rất thú vị trong cả cách nói chuyện và cư xử. Vì lẽ đó, cho nên mọi thứ trong gia đình anh chắc chắn phải rất vui vẻ và hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Phan Đăng tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2006. Anh từng theo dõi lĩnh vực thể thao từ năm 2007 và là một cây viết chuyên bình luận. Anh thường xuyên được các kênh truyền hình mời làm khách mời bình luận bóng đá. Năm 2007, nhà báo Phan Đăng được làm khách mời của nhiều chương trình ở VTV, ghi dấu ấn nhất là ở trong chương trình Cà Phê Sáng. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, nhà báo Phan Đăng ra mắt tạp chí Chân Dung Bóng Đá Việt Nam với nhan đề Ơ Kìa, Làng Bóng Trong Mắt Tôi. Tạp chí của Phan Đăng là câu chuyện về 50 nhân vật trong làng bóng đá. Đó là câu chuyện về những tên tuổi gạo cội trong làng bóng đá ở những thập niên 60 và 70, hay những huyền thoại bóng đá một thời, và cả về những huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Phan Đăng chính thức được chọn là người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú. Nhà báo Phan Đăng đã ghi hình số đầu tiên vào năm 2018 tại trường quay S16 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiêu chí chọn người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú là phải có giọng nói chuẩn, rõ ràng, tạo được cảm xúc cũng như phong thái thân thiện, dễ gần, trí thức và tạo được sự tin cậy. Messi phải biết cách lắng nghe, động viên, khích lệ với người chơi. Phan Đăng nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng xét tuyển nhờ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố với lối dẫn tự nhiên và trôi chảy. Nhà báo Phan Đăng cho biết anh không hề gửi hồ sơ thi tuyển mà được ekip sản xuất mời tham gia dẫn thử. Chưa dẫn game show bao giờ nên Phan Đăng có mặt tại buổi dẫn thử khá sớm. Anh được đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng hướng dẫn và thị phạm. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.